ngày 20 tháng 4 2016. Có một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Cánh diều vàng, giải thưởng điện ảnh thường niên uy tín nhất Việt Nam do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Tôn vinh những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Biểu tượng của sự thăng hoa trong nghệ thuật điện ảnh. Khẳng định tài năng, sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ. Giải thưởng dành cho các thể loại phim, phim ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh truyền hình. Giải cá nhân được trao cho biên kịch, đạo diễn, quay phim, họa sĩ, người làm âm thanh, nhạc sĩ, diễn viên. Giải thưởng dành cho các đoàn thể tổ chức xuất sắc. Một đêm duy nhất tại Hà Nội, gala trao giải Cánh Diều Vàng 2016, tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 2016.